就是道理，却说不出一句甜蜜的话来提。你聪明的眼睛看穿所有的神经，却看不出我心情到底美丽还是不美丽。到底是爱情让你 IQ 归零，还是你不够用心？我又不是需要深度探索的人类课题，只需要关心而已。爬山变苹果，哦哦哦，从头顶到落，哦哦哦，敲开你的口，哦哦哦，让你突然开窍，终于知道你要乖乖听我，哦哦哦，无条件为我，哦哦哦，无底线让我，哦哦哦，无法无天宠我。在心里酸的甜的味道，长得爱不是够，哦哦哦，无条件为我，哦哦哦，无底线让我，哦哦哦，无法无天宠我。Cả ngày nay không thấy ôn tử đâu, không biết là cô ấy đi đâu rồi. Ê nè, nước của cậu nè. Cảm ơn. À phải rồi, nghe nói trong thôn chúng ta hôm nay có một cô gái người Nhật đi khắp nơi để tìm tin tức của cậu đó. Ôn tự nhiên chưa từ bỏ. Cậu nói gì vậy? Không có gì. Ê trời ơi, mọi người đều nói cô ấy tìm cậu, hâm mộ cậu. Cũng không có gì lạ ha. Nhìn cậu đẹp trai như vậy, không có cô gái nào thích cũng là chuyện lạ đó. Cậu đẹp trai mà, có phải không? Cậu đẹp trai. Mọi người nói gì với cô ấy? Ê, cậu sợ cái gì? Đương nhiên là nói tốt cho cậu rồi. Ổn cả thôi. Mấy cái thằng quỷ nhỏ này, không có gì làm kiếm chuyện à. Ngay cái thôn trưởng như tôi cũng không quản được. Tôi chỉ sợ khách tham quan bị dọa chạy hết rồi. Thôn trưởng à, cảm ơn. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Các vị đại ca, có thể tìm nơi khác không vậy? Sao lần nào cũng chỉ có mỗi nơi này? Đúng là rất phiền mà. Ôi, tâm tình thật sự đưa rất đây. Tệ đó. Đưa đây, đưa đây. Đưa gì mà đưa? Đi mua mà hút đi chứ. Rồi, nhảm nhí. Tôi còn tiền cần anh sao? Không hiểu sao gần đây cực kỳ là xui xẻo rồi. Ê, học quẹt. Trời ơi, ở trong cái vùng này làm sao mà lượm tiền được chứ? Là đó kìa. Ủa Tường, anh biết nó hả? Lần trước nó đánh tao thê thảm, có xử nó không vậy? Xử chứ, mình nhiều người như vậy mà, ai sai? À được, xử thì xử, có gan thì xử nó đi. Đi thôi. Đi thôi. Mau lên. Trùng hợp vậy, gặp nhau nữa rồi. Mua nước hả? Anh Hai, hôm nay đẹp lắm đó hả? Nè, lần trước anh Hải tôi bị bắt, còn chỉ tính sổ với anh đó. Không sợ hả? Sao hả? Chúng ta có rất nhiều người, đánh cho hắn một trận đi. Tuổi trẻ mà không lo học, không chịu đi con đường chân chính báo hiếu cha mẹ, đi theo bọn lưu manh làm gì? Anh sắp chết tới nơi rồi mà còn nói nhiều ra. Lên đi. Khoan đã. Nhiều người như vậy mà đánh một người, coi có được không hả? Nè, anh không phải đi mua nước sao? Ở đây chọc ghẹo họ làm gì? Dù anh hết bệnh rồi cũng không nên đánh nhau chứ. Đừng có phô trương sức mạnh của mình mà. Bánh bao thịt nói cũng đúng, Long Thiên Hạ không đánh nhau. Bây giờ ông tự đi khắp nơi để hỏi tin tức Long Thiên Hạ, mình phải nhìn một chút. Bất luận đã xảy ra chuyện gì, đừng dừng ở đây được không? Có thể chứ, con kêu anh ta quỳ xuống dập đầu, chúng tôi sẽ suy nghĩ lại. Đúng rồi, quỳ xuống đi. Là cậu, tên ăn trộm tiền. Thì sao? Không phải chứ, trước đây con mập lắm mà, giảm cân thành công sao? Hai người đang hẹn hò hả? Nè, cậu đừng có nói bậy nha, chúng tôi không phải quan hệ đó đâu. Nè, tôi không cần biết là quan hệ gì. Tôi nói cho cô biết,
con ít chuyện lại đi ha, nếu không tôi đánh đâu. Anh dám sao? Được rồi. Sao tôi mặc kệ anh được chứ? Được cả mà. Con nữa. Không đi. Đi thôi. Rồi, lên đi. Anh đừng đánh mà. Đừng đánh. Cảm ơn. Tôi biết rồi. Cô muốn tôi giúp chuyện gì? Tôi muốn hỏi tin tức một người. Ai? Long Thiên Hạ. Tại sao lại là Long Thiên Hạ? Nghe nói anh và Long Thiên Hạ từ nhỏ đã không ưa nhau rồi. Tôi nghĩ chắc anh hiểu rõ đối thủ của mình hơn bất cứ ai đúng không? Tại sao cô lại muốn tìm Long Thiên Hạ? Trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Trong mắt của tôi, Long Thiên Hạ là phế nhân. Được rồi, anh ta là một con mèo bệnh. Mày không muốn đánh nữa sao hả? Đánh đi chứ. Anh ta máu lạnh. Mặc kệ người khác sống chết. Long Thiên Hạ có chết cũng đáng. Chắc tới rồi kìa. Anh không sao chứ? Anh có bị gì không? Anh ta sống trên thế giới này chẳng có ý nghĩa gì hết. Long Thiên Hạ không đáng để cô tìm hiểu. Rốt cuộc anh có nói tôi biết không đây? Tôi đi ạ. Cô có quan hệ gì với Long Thiên Hạ? Chúng tôi có quan hệ gì liên quan gì tới anh chứ? Tôi có hứng thú với anh ta. Không được hả? Không được. Tránh ra. Tôi cảnh cáo cô, tránh xa anh ta ra. Cô bị thương rồi, đi bệnh viện thôi. Không cần đâu. Anh không sao chứ? Để tôi giúp anh coi có bị thương khỏi đâu không. Cô ngốc thiệt đó. Cô biết nguy hiểm lắm không? Lần sau còn gặp tình huống này, cô làm ơn tránh xa một chút đi. Đừng lo những chuyện nhảm nhí. Làm gì mà hung dữ quá vậy? Tôi có ý tốt mà. Không lẽ tôi đứng nhìn anh bị những tên lưu manh đó ức hiếp sao? Tôi không cần cái ý tốt đó. Cô thử nghĩ đi, lỡ cô bị thương thì sao đây? Anh lo tôi bị thương làm gì? Vì tôi không muốn cô bị thương. Mỗi lần cô bị thương đều trốn khóc một mình, rồi một mình chịu uất ức, một mình chịu đau khổ. Cô biết tôi rất lo không hả? Chuyện này không được cho ai biết. Tôi sợ mọi người sẽ làm to chuyện. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Lúc nãy anh nói lo lắng cho tôi là ý gì vậy hả? Tôi không cần biết cô quan hệ gì. Mặc kệ tôi nổi với cô. Sao tôi lại mặc kệ anh được chứ? Cô có chuyện lại đi. Đừng có hồn tôi đánh luôn. Tôi nói đủ rồi. Cả cô luôn. Cô tới giúp đỡ nhờ nghỉ, tôi phải phụ trách an toàn cho cô. Lỡ như cô bị thương, tôi nói sao với bạn cô đi. Ồ, thì ra ý của anh là vậy. Chứ cô tưởng tôi lo gì cho cô. Thì ra là như vậy. Làm tôi sợ hết hồn.
hiểm không? Lần sau còn gặp tình huống này, cô làm ơn tránh xa một chút đi. Đừng có lo chuyện nhảm nhí có được không? Làm gì mà hung dữ quá vậy? Tôi có ý tốt mà. Không lẽ tôi đứng nhìn anh bị những tên Luma đã ức hiếp sao? Tôi không cần ý tốt đó. Cô thử nghĩ đi, cô bị thương thì sao đây? Anh lo tôi bị thương làm gì chứ? Tôi không muốn nhìn thấy cô bị thương. Mỗi lần cô bị thương được trốn khóc một mình, rồi một mình chịu quá ức, một mình chịu đau khổ. Cô biết tôi rất là lo không? Mày đã nói cái gì vậy, đồ ngu ngốc? Tôi nghĩ anh có thể cần... Quả nhiên anh bị thương rồi. Đây là thuốc đặc chế bà tôi làm, bên ngoài không có bán đâu. Tôi còn một hũ thôi. Tôi không cần đâu. Anh làm vậy tôi ái náy lắm đó. Anh cầm lấy đi, thuốc này chữa trị vết thương tốt lắm đó. Cảm ơn. Cần tôi giúp gì không? Tôi sợ anh Boy không tới đó. Tôi không có nhìn trộm đâu. Anh nói Boy đâu thì tôi Boy ở đó. Không cần cô phải giúp đâu. Lòng Thới, mày đang làm cái gì vậy? Điều tra nguyên một ngày rồi. Long Thiên Hạ, Long Thiên Hạ. Xem ra mình phải từ bỏ để về Nhật Bản thôi. Chừng ở trong phòng của Long Thái sẽ có chút manh mối nào đó. Mấy bộ đồ này sẽ làm cho Long Thái nổi điên. Long Thiên Hạ quả thật chỉ là người nhìn giống Long Thái mà thôi. Để tìm xem. Giải thưởng: đi học là giết anh ta. Kỳ lạ quá. Xin lỗi anh, tôi thấy trong phòng không có ai hết, cho nên tôi... Tôi tưởng là người Nhật Bản, lẽ ra nên hiểu phép tắc và tôn trọng quyền riêng tư của người khác mới phải. Theo lý mà nói, đáng lẽ tôi nên tôn trọng người khác. Nhưng hai ngày nay cô bắt giả, hành vi của cô làm tôi không ít phiền toái. Nghe nói hôm nay cô đi khắp nơi trong thôn để hỏi tin tức của tôi, bây giờ còn tự ý vào phòng của tôi. Rốt cuộc thì cô muốn chứng minh cái gì? Thật sự xin lỗi anh. Ở đây là một thôn nhỏ vô cùng đơn sơ, cô làm bất cứ chuyện gì đều có thể ảnh hưởng tới nhà nghỉ của chúng tôi. Tôi biết rồi, sau này sẽ không có chuyện này nữa đâu. Sáng ngày mai tôi sẽ về Nhật Bản mà. Tôi không có ý đuổi cô. Tôi biết mà. Ngủ ngon. Giúp tôi kéo cửa lại.
Bồn tử à, anh vì nghĩ cho em thôi, trở về đó trước đi. Bắt vào được không? Mời vào. Làm phiền con ha. Dạ không sao. Bác nghe chị Phan và cậu Đồ nói, con chỉ ở tối nay nữa thôi, sáng ngày mai phải trở về Nhật Bản. Cảm ơn mọi người mấy ngày nay đã tiếp đón con nhiệt tình như vậy. Đáng tiếc thật, bác đang làm lại một quán ăn nổi tiếng ở trong thôn Ôn Tuyền. Những thứ này phải là người bản địa mới biết được gia vị ngon. Vốn dĩ bác định nói là ngày mai con thử đi xem sao. Không sao đâu ha, Lần sau nếu có cơ hội đến thôn Ôn Tuyền lần nữa thì bác sẽ mời con đích thân đi xem ha. Cảm ơn. Không làm phiền con nữa, bác còn chút chuyện ha. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Chỉ một chút nữa thôi là em đã tin anh rồi. Cô bắt giờ. Cũng may là cái thư này. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Em vừa mới so sánh nét chữ của ông chủ nhà nghỉ với chữ ở trong lá thư này, gần như là giống nhau. Ba của em nói lá thư này là sau khi dì Mỹ Trí Tử qua đời mới được gửi tới. Ba có viết thư, chẳng lẽ mọi người không nhận được sao? Ông đừng có nói dối. Làm gì có thư? Vậy là ông ấy có viết thư. Anh nói gì? Đưa cho tôi. Tại sao phải đưa cho anh chứ? Trừ khi anh là Long Thái. Tôi không phải là Long Thái. Bây giờ người đứng trước mặt tôi là Long Thái, không phải Long Thiên Hạ. Tại sao anh không chịu thừa nhận? Tại sao chứ? Tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì. Em thấy hay là em từ bỏ, trở về Nhật rồi xé thôi, coi như không có gì. Ông tử, đủ rồi. Thôi là, 我错得太厉害，把个性变任性。 Không biết là vết thương của anh ta sao rồi nữa. Triệu Nhân Mỹ, mày quan tâm anh ta làm gì chứ? Nhưng
hai vị bảo vệ mình cho nên mới bị thương như vậy. Mình quan tâm anh ta là việc phải làm thôi. Rốt cuộc là có cần quan tâm anh ta hay không? Vậy thì giao cho xác suất vậy. Không phải đầu người thì không đi, là đầu người thì đi. Thì ra mười mấy năm nay ông ấy luôn tìm bọn anh. Nhưng anh không hiểu tại sao mẹ không cho ông ta tìm anh. Sao lại nhìn anh? Vì em muốn hỏi anh bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao cái gì? Từ bây giờ tự nhiên phải coi anh là Long Thiên Hạ, coi anh là một người khác. Quả thật rất là khó. Ngay cả anh cũng không quen. Nhưng mà anh có nỗi khổ khó nói. Được, em nghe anh. Tại của em bị thương rồi. Chị Phan nói muốn giúp em bôi thuốc. Em nói là không cần. Cô bác già, sao cô ấy lại ở trước cửa phòng Long Thiên Hạ vậy? Cái này nghe nói rất công hiệu trợ khớp và bị thương. Anh sẽ giúp em bôi. Nhẹ tay chút đi. Được rồi. Đó không phải mình đưa cho Long Thiên Hạ sao? Cái này không đau đâu. Được rồi. Có lẽ sẽ nhanh khỏi thôi. Cảm ơn anh nhiều nha. Ngủ sớm đi. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Nè, lén lúc trốn ở đây làm gì? Tôi trốn ở đây hồi nào chứ? Tôi chỉ là mới vừa đi ngang qua thôi. Trễ vậy rồi, cô bác giả đó tại sao không về phòng mình chứ? Tôi hấp dẫn mà không được sao? Cô không phải là mỹ nữ muốn làm bạn với tôi sao? Tôi không ngờ anh là loại người này đó. Rõ ràng anh biết bác giả đang đi tìm bà cô ấy, anh lại nhân cơ hội này tiếp cận cô ấy. Không đúng. Lúc nãy tôi vừa mới nhìn thấy anh cùng với cô bác giả, vừa nói vừa cười, cô ấy nhất định coi anh là bạn rồi. Như vậy thì sao? Có liên quan gì tới cô? Sao anh lại lợi dụng điểm này để tiếp cận bác giả chứ? Anh bị coi là vật thay thế cũng không để ý nữa hả? Cô bác giả không để ý, tôi để ý làm gì? Tôi kết bạn với ai là quyền của tôi. Bỏ đi, không phải chuyện của tôi. Vốn không phải chuyện của cô. Cô có tư cách gì quản chuyện của tôi? Vậy sau này tôi đi đâu làm gì với ai anh cũng đừng có hỏi nữa, có biết không hả? Nhậm nhí, tôi đâu có rảnh rỗi ghen tuông với cô. Ai ghen với anh chứ? Vậy thì tốt, chúc tôi hẹn hò thành công đi. Anh, tôi làm sao? Chúc hai người hẹn hò thành công. Cảm ơn. Không có gì. Yang Guang Zha 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 Zha
前奶奶不给我吃鸡腿，只偏心哥哥的时候，我会心很酸，很想哭。可是现在我的心也很酸，很想哭。为什么会这样呢？我不懂，为什么？手牵手被甜蜜围绕，吹着风到处去炫耀，你的一切都是我眼里的无价之宝，不去贪心更多更好，独一无二的美。啊，现在是什么情形？他们吵架了。吵什么呢？我怎么会知道？おはようございます。喂，哎呦，嘿，北野小姐。哎呀，哎，怎么啦？早餐不合您的胃口吗？没有啦，早餐很好吃。只是在想，人多一点可以更好吃。介不介意跟你们一起吃？哎，不，欢迎欢迎。来来，这边坐，这边坐，请请请，走走走，来来来来。嘿嘿嘿。坐坐那里也行啊。哎，对对对对。走，早，早上好。你们的菜跟我的菜是不一样的耶。哦，没有啦，我想说你吃完早餐就要退房啦，那我就给你弄丰富一点，希望你留下一个美好的回忆啦。不好意思，我不退房了。啊？Mọi người nhà của tôi khác nhau hả? Có gì, tôi nghĩ cô ăn xong bữa sáng là trả phòng rồi, nên tôi làm đồ ăn phong phú hơn. Mong cô có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp về nơi này. Thật xin lỗi là tôi không trả phòng nữa. Cho nên tôi sẽ trả thêm tiền thuê phòng một tháng nữa. Ồ, vậy ý của cô là cô sẽ tiếp tục ở lại đây hả? Tôi không xác định là ở bao lâu, nhưng mà chắc có thể... cũng là một thời gian hả? À, không không sao, không sao đâu, cô ở bao lâu cũng được, chúng tôi rất hoan nghênh cô. À, tốt quá rồi. Ăn đi ăn đi. Cho nên sau này đồ ăn của tôi mọi người không cần phải chia ra nữa. Còn nữa, gọi tôi là ôn tử được rồi, chứ gọi tôi là cô bác giả tôi nghe không quen. À, được, được được, gọi cô là ôn tử. Cho nên cô sẽ đi tìm bạn cô đúng không? Ờ, anh ấy hả? Tôi đã tìm được rồi. Vậy anh ấy đâu rồi? Anh ấy... đã về Nhật Bản rồi. Cũng nhờ tối qua bác trai cho con tấm bản đồ những tiệm ăn ở đây đó. À, bác trai sao gọi nghe thân quá. Hôm nay con có thể dùng nó để chơi được không? À, cô dùng được nó là tốt rồi. Hả? À, ăn đi, ăn đi. Hả? Ừ, đúng đúng, ăn đi. Ơi, nhiều đồ ăn quá à. Có thể là tôi ăn không hết. Ăn giùm tôi nha. À,
Mọi người cùng ăn đi. Được, để ăn đi hết. Để ăn đi, ăn thêm đi. Cảm ơn. Đây. Ăn đi. Có chuyện gì vậy? Sao lại lôi em ra đây chứ? Anh Long Thiên Hạ, anh làm gì vậy? Em biết gọi anh là Long Thiên Hạ sao? Em có biết là chút nữa thì lộ rồi không? Có hả? Em tốt với anh quá rồi, đừng có quên là chúng ta mới quen vài hôm thôi. Anh với em không có thân. Em cũng đâu có làm gì đâu. Nói chung chúng ta phải giữ khoảng cách. Rõ ràng là chúng ta quen biết từ nhỏ, phải làm như không quen, đối với em là điều khó lắm. Em biết anh có nỗi khổ mà. Được, em biết rồi mà. Vậy những lúc không có ai hết, anh vẫn là Long Thái đúng không? Em đang nói cái gì vậy? Em nói là anh đang thiếu đánh. Em đừng có giỡn nữa đi. Bọn họ đang quen nhau sao? Sao đột nhiên lại như vậy? Rõ ràng mấy ngày trước họ vẫn chưa quen biết nhau mà. Anh không biết được đâu. Cái này gọi là tình yêu chớp nhoáng đó. Lúc trước tôi thấy ánh mắt của Ôn Tử nhìn Thiên Hạ kỳ lắm nha. Quả nhiên là không sai. Không ngờ lại tiến triển nhanh như vậy. Cô Ôn Tử đó cũng gọi cho ông chủ là bác trai rồi. Tiến triển nhanh vậy cũng tốt. Cô Ôn Tử đó xinh đẹp như vậy, đứng chung với Thiên Hạ nhà chúng ta thật là xứng đôi. Nói vậy cũng phải. Hai người đó đi chung với nhau nhìn giống như là trai tài gái sắc vậy đó. Cứ tiếp tục tiến triển vậy, nói không chừng chúng ta có thể sớm uống rượu mừng của họ rồi. Sao vậy hả? Không sao mà tay bị trơn thôi. Tay trơn. Vậy em ra ngoài phát truyền đơn trước đây. Kỳ lạ thật. Sao hôm nay tôi cứ cảm thấy Nhân Bỉ kỳ lạ lắm nha. Anh có cảm thấy Nhân Bỉ đang ghen hay không? Sao cô ấy lại ghen chứ? Hồi đó Thiên Hạ đối với cổ cũng rất tốt. Tôi có một chút xíu cảm giác Thiên Hạ hình như cũng thích cổ mà. Không thể có chuyện đó đâu. Tại sao không thể hả? Thiên Hạ đối với cô ấy rất là tốt, còn giúp cho cổ giảm béo. Với lại anh xem, Nhân Bỉ bây giờ vừa thon thả vừa đẹp dễ thương thì có khả năng mà. Cho dù Thiên Hạ có thích Nhân Bỉ đi nữa thì cũng tuyệt đối không thể nào đâu. Sao anh cứ nói không thể nào hoài vậy? Cô quên rồi sao? Nhân Mỹ là người của Triệu gia mà. Đúng rồi. Cái bà Tăng Mỹ Nhân rất bảo thủ, chắc chắn không gả Nhân Mỹ cho Long gia chúng ta. Xem ra Long gia và Triệu gia mãi mãi là địch thủ của nhau rồi. Tôi nói tuyệt đối không thể nào, chính là ý này đó. Vậy nếu họ ở chung với nhau rồi biến thành Romeo và Juliet thì sao? Chỉ có cần kêu họ sẵn tiện diễn luôn dở Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Được thôi. Được cái đầu của cô đó. Họ còn chưa quen nhau nữa mà. Ôi trời ơi, không cần quen nữa đâu. Bây giờ Thiên Hạ và cô Ôn Tử đã quen nhau rồi thì quen gì nữa. Nói vậy cũng đúng ha. Ê, sao lại là người Nhật nữa vậy? Người Nhật thì đã sao? Quên rồi sao? Thì mẹ, mẹ của Thiên Hạ cũng là người Nhật đó. Đúng đó. Tôi biết rồi. Trọng tâm của ông chủ và Thiên Hạ quả như là cha con. Hai người họ đều thích người Nhật Bản. Tôi đang nói cái này, nói cái khác là sao? Vậy anh muốn nói cái gì? Điều quan trọng là chuyện năm đó là một bi kịch. Bây giờ tôi sợ bi kịch đó lặp lại thôi mà. Tôi nói anh là đồ ngốc mà anh không có chịu nhận. Chuyện năm đó trở thành bi kịch là gì? Mẹ ông chủ luôn phản đối. Ông chủ đã trải qua nỗi khổ đó, bây giờ nhất định sẽ không phản đối hai người họ nữa. Hy vọng không phải là bi kịch. Đã nói là không mà. Sao giờ nước lại không chịu khóa? Quá đơn tiền nước tháng này đúng là bi kịch rồi đó. Là bà chủ à? Đừng trách tội nha. Đồ khùng quá. Triệu Nhân Mỹ, Long Thiên Hạ với ai ở bên nhau liên quan gì đến mày chứ? Sao mày lại phải để ý đến chuyện đó? Mày còn cuộc sống của mày mà. Không lẽ mày không còn chuyện gì quan trọng để làm hay sao? Thank you.
trưởng thôn ơi, rau sư cô mời tới rồi. Đúng rồi, nó nợ chứ tôi không có nợ đâu. Dĩ nhiên rồi, ông có cần ra ngoài đó xem không? Tôi nói được gì chứ. Trời ơi, trời ơi, có thiếu tiền để không nhất định phải bắt đi sao? Nói ra sao anh ta cũng là anh họ của Tiểu Hương mà. Mém nữa thì quên, đây là nơi ba mẹ và anh em mình có kỷ niệm cuối cùng với nhau. Không lẽ như vậy là hết rồi sao? Không còn cách nào khác sao? Ai kêu mẹ của Tiểu Hương thiếu anh ta rất nhiều tiền? Đúng rồi, nếu như Tiểu Hương chịu về đây giải quyết vấn đề thì nhà đâu cần bán nữa. Không phải, không phải, quan trọng là Tiểu Hương đang ở đâu. Nghe nói đã đi ra ngoài làm việc, cũng lâu rồi không có thấy xuất hiện. Nếu như Tiểu Hương chịu về đây giải quyết vấn đề thì có thể giữ lại ngôi nhà đúng không? Tôi thấy là khó khuyên lắm, cô ta chắc sẽ không có về đâu. Không thử làm sao mà biết được. Cô biết cô ấy làm ở đâu không? Tôi cũng không rõ, nhưng mà việc ở một nơi đó hoàn cảnh phức tạp dữ lắm. Cô có hình của cô ấy không? Tôi có thể đi từng nơi hỏi mà. Cậu đang làm gì vậy? Ồ, tôi đang tìm chổi. Hành lang có rác. Ồ trời ơi, sao còn lại tốt vậy? Đợi chút tôi quét giùm cho. Ơi nè. Thật ra đây là việc của Nhân Mỹ. Cô ta không có ở đây, trốn đâu mất tiêu rồi. Ê, cậu đừng có nói vậy mà. Nhân Mỹ hôm nay rất là siêng năng, sáng sớm đã đi phát tờ rơi rồi. Cô ta ngồi máy bay tới Tây Ban Nha phát sao? Bây giờ mấy giờ còn chưa về? Trời ơi, tôi cũng quên mất. Cậu có gọi về nói là cậu đi tìm bạn, tôi quên mất tiêu à. Tìm bạn hả? Không phải cô ta nói cô ta không có bạn sao? Tìm bạn gì chứ? Cậu tìm Nhân Mỹ có chuyện gì sao? Ai tìm có, chỉ hỏi thôi mà. Hả? Ê. Cậu. Ê, phản ứng mạnh vậy làm gì chứ? Nhưng mà nghe nói cậu làm việc ở một nơi hoàn cảnh phức tạp dữ lắm. Cô có hình của cô ấy không? Tôi có thể đi từng nơi để hỏi mà. Tạm biệt. Em gái à, đây không phải là nơi em nên đến đâu. Mau đi đi. Em xin lỗi. Có thể cho em hỏi, chị có quen biết người trong ảnh không? Cô ấy tên là Tiểu Hương. Xin hỏi cô ấy có làm ở đây không? Hình như tôi có quen cô ta đó. Nếu như tôi không làm thì đây chắc là Haru rồi. Hình như bên kia kìa. Cô qua đó tìm thử xem nha. Cảm ơn chị. Thật là ngại quá. Tôi đang muốn tìm người. Xin cho hỏi có người tên Tiểu Hương không? Đi đi, ở đây là nơi chúng tôi làm ăn, chứ không phải chỗ cho cô tìm người đâu. Đi đi. Người làm gì vậy? Không cho tiền bo thì thôi, còn chết tôi già. Tôi nữa. Thiệt tình. Ôi Haru à, tôi cầu xin cô đó, nói ít lại vài câu đi. Cô cũng biết chúng ta là người làm ăn,
phải lấy lòng khách hàng chứ. Mọi người đều vì tiền cả thôi. Ha, ngoan đi, tôi vào trong đó lấy lòng khách trước nha. Chị Tiểu Hương đừng có giận mà. Bỏ ra đi. Tiểu Hương, em đến từ thôn Suối Nước Nóng, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị nè. Nè, hôm nay chị xui lắm rồi còn đem thứ rác rưởi này tới. Đuổi đi, đuổi đi, đuổi đi. À, chị Tiểu Hương à. Hey, không ngờ anh của anh không những là học sinh đứng đầu lớp mà còn đa tài đa nghệ nữa. Tối như vậy rồi bánh bao thịt vẫn chưa về. Anh nói anh của anh khi nào mới về vậy? Em nói gì vậy? Em hỏi anh có chuyện gì hả? Sao anh không để tâm gì tới em hết vậy? Có lẽ là tại anh mệt. Em mau về nghỉ đi hả? Đi đi. Anh phải khen em rất là ngoan, rất nghe lời. Tử thật là đứa trẻ ngoan, em ngủ ngon nha. Được, anh ngủ ngon nha. Em ngủ ngon. Là đứa trẻ ngoan, em ngủ ngon nha, em ngủ ngon nha. Bác trai à, khuya dậy rồi, bác có chuyện gì hả? あれ。 오호。 这么晚有什么事吗? Thì ra Mỹ Trí Tử và Long Thái trước giờ đều nhận được chiếu cố của bà con. Bác thành thật cảm ơn hai người. Bác trai à, bác đừng như vậy mà. Thật ra nhà con nhờ sự giúp đỡ của dì Mỹ Trí Tử nhiều hơn mà. Con từ nhỏ đã không có mẹ rồi. Dì Mỹ Trí Tử đã coi con như con gái ruột của dì. Bác còn có một vấn đề muốn hỏi con. Con thấy Mỹ Trí Tử mấy chục năm nay sống có tốt hay không vậy? Ở trong trí nhớ của con, dì Mỹ Trí Tử lúc nào cũng là người luôn tươi cười. Nhưng mà nếu như không phải đã từng yêu một người rất sâu đậm thì cũng không yêu Long Thái nhiều như vậy. Con không có quen, còn về nhà khuya. Tâm trạng của mẹ cũng bất an như vậy sao? Cô ta rốt cuộc đi đâu vậy?
sao anh lại lợi dụng điều này mà tiếp cận cô bất giả chứ? Bị coi là giật thay thế anh không ngại sao? Cô bất giả không thấy ngại thì tôi cũng không ngại đâu. Sau này tôi đi đâu làm gì với ai, anh cũng đừng xen vào nữa, có biết không? Vậy thì tốt rồi, chúc tôi quen nhau hạnh phúc đi. Chúc hai người quen nhau hạnh phúc. Cảm ơn. Đừng khách khí. Lẽ ra mình không nên giữ với cô ấy. Sau này không được quản, không được hỏi thật sâu. Xin mời tôi dậy sớm tập thể dục, vừa thấy mệt nên ngủ một chút thôi. Ê. Có tập vậy không? Ừ. Ồ, sau khi cậu khỏi bệnh, thật biết dưỡng thân đó nha. Tiếp tục đi ha. Có điều tuy không liên quan tới tôi, nhưng mà Triệu Nhân Mỹ hình như nguyên đêm không về hả? Có sao? Cậu đang ở trong giúp tôi nấu ăn mà. Hôm qua mấy giờ vậy? Cô tưởng đây là nhà nghỉ hay khách sạn hả? Chuyện gì vậy? Buổi tối hôm qua Nhân Mỹ chỉ về trễ một chút thôi mà. Mới sáng sớm không cần phải vì chuyện nhỏ như vậy mà giận dữ với Nhân Mỹ chứ. Cô không tự nói như vậy đúng đó. Nhân Mỹ à, lần sau cô có về trễ á, nhớ gọi điện thoại nói nha. Để mọi người lo lắng cô vui lắm sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mới sáng sớm không cần phải vì chuyện nhỏ như vậy mà giận dữ với Nhân Mỹ chứ. Cô ông tự nói như vậy đúng đó. À, Nhân Mỹ à, lần sau cô có về trễ á, nhớ gọi điện thoại nói nha. À, để mọi người lo lắng cô vui lắm sao? Tôi xin lỗi. Tối qua con thật sự có việc rất quan trọng. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Được rồi bà. Nhân Mỹ chỉ về trễ chút thôi, đâu có chuyện gì to tát đúng không? À, đúng rồi. Có khách ở đây, cậu nói chuyện với Nhân Mỹ không cần lớn tiếng như vậy à. Đúng, có khách có khách ở đây. Cô ông tử à, bữa ăn sáng được không hả? Thật ngại quá, thiên hạ cho chúng tôi nói chuyện hơi lớn tiếng như chị mới là đàn ông chứ. Không sao ha, mong cơm đem cơm đi. Nè Nhân Mỹ, nè, mau ăn đi em. Chị Phan ơi. À, trời ơi, đừng có kêu tôi chị Phan nữa, kêu tôi Tiểu Phan được rồi. Phan cũng được. Thật không ngờ cậu chủ của các người rất là quan tâm nhân viên ha. Nhân Mỹ về trễ có chút xíu thôi à, mà Long Thiên Hạ đã nói giận như vậy rồi. Thật là xin lỗi nha, để cô nhìn thấy cảnh xấu rồi. Thật sự thì nói đúng hơn, Nhân Mỹ không phải là nhân viên ở đây. Hả? À, Nhân Mỹ chính là con gái của kẻ địch chúng tôi ở hội quán Suối Nước Nóng Triệu Gia đó. Cũng bởi vì trời ơi, nói chung á, vì một số nguyên nhân rất phức tạp nên cổ phải ở đây làm công một năm. Cô ấy là người hội quán Triệu Gia. Ừ. Cô ấy với Triệu Nhân Hổ có quan hệ gì chứ? Chú Đồ. Ừ. Con làm xong hết công việc rồi, con xin ra ngoài một chút nha. Hả? Cô vẫn muốn ra ngoài sao? Con thật sự có chuyện quan trọng lắm, con không về muộn nữa đâu. Ờ, à, được rồi. Nhân Mỹ à, nhìn cô có vẻ mệt mỏi lắm đâu, cô vẫn ổn chứ? Con không sao đâu. Vậy con đi trước nha. Ờ, à, được, cẩn thận nha ha. Hôm nay lại trong ngoài. Phim8.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Bao tập tới mấy chỗ này làm gì? À, lại là cô nữa, kêu đừng đến mà, mau đi đi. Tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự có chuyện quan trọng tìm Tiểu Hương, có thể mời chị ấy ra đây chút được không? Cảm ơn. Tôi kêu cô biến đi. Làm ơn đi mà, tôi thật sự có chuyện cần bày với chị ấy, ra đây một chút thôi được rồi, làm ơn đi. Đừng có cản trở nữa. Là anh sao? Sao anh lại ở đây chứ? Tôi mới phải hỏi cô, tới đây làm gì? Chuyện của tôi không cần anh lo đâu. Đây không phải nơi cô nên đến. Tôi nói rồi, chuyện của tôi không cần anh lo. Theo tôi về. Tôi không đi mà. Theo tôi về. Tôi không đi. Có phải cô muốn tôi đánh cô cũng mới tỉnh ra không? Cô ở đây làm gì? Tôi phải gặp được Tiểu Hương. Ai là Tiểu Hương? Anh rảnh giới cái chơi nữa nha. Có gái đẹp uống rượu với anh ha. Tiểu Hương. Chị Tiểu Hương à. Tiểu Hương, chị còn nhớ em không? Em là Triệu Nhân Mỹ nè. Sao lại là cô nữa? Phiền chết được, tôi phải làm mà. Trứng mắt thảo, chị còn nhớ không? Chị từng mời một bé gái ăn trứng mắt thảo đó. Nhân Mỹ, đừng có khóc nữa. Nè, chị mời em ăn một cái trứng mắt thảo nha.
Nghe nói khi ăn trứng bắc thảo thì tâm trạng sẽ tốt hơn đó. Em ăn thử đi. Ăn đi. Tôi nhớ mà, cái trứng bắc thảo đó phải không? Rảnh thì đến đây uống rượu nha. Tạm biệt. Quan đã đi. Đừng có manh động. Tiểu Hương, Tiểu Hương à, em thật sự có chuyện quan trọng cần bàn liên quan đến tiệm ăn của mẹ chị đó. Được rồi, đi làm đi. Làm ơn đi, chị làm ơn đi, nếu rảnh gọi cho em nha. Theo tôi Tiểu vậy Hương, đi. Chị nhớ gọi cho em nha. Thả tôi ra đi. Cô lạnh không? Cô biết chỗ đó nguy hiểm như thế nào mà, sao cô làm chuyện gì cũng không bàn với người khác vậy? Nè, cô làm gì vậy? Cô điên rồi sao? Thả tôi ra. Tôi thật sự không hiểu, không phải anh ghét tôi lắm sao? Tôi ghét cô thì sao? Nếu đã ghét tôi như vậy, sao chạy đến tìm tôi giúp tôi chứ? Nếu đã ghét tôi như vậy, tại sao còn làm ra vẻ quan tâm đến tôi làm gì hả? Tôi không hiểu tại sao anh làm vậy. Nhưng anh cứ làm vậy tôi sẽ hiểu lầm đó. Hiểu lầm cái gì? Làm ơn tránh xa tôi ra đi. Không phải là kêu tránh xa cô ra xong vậy đủ sao chứ? Anh đừng có trẻ con như vậy được không? Cô nói tình trẻ con là ai cả đêm không về cũng không bắt máy, là ai lúc nào cũng chịu thiệt thòi làm khổ mình, có vấn đề gì cũng tự mình giải quyết, cho dù gặp nguy hiểm cũng đâm đầu vào. Cô nói tôi trẻ con và ai trẻ con hơn tôi? Sao không nhìn tôi? Trả lời tôi đi. Cái đêm không về cũng không bắt máy, là ai lúc nào cũng chịu thiệt thòi làm khổ mình, có vấn đề gì cũng tự mình giải quyết, cho dù gặp nguy hiểm cũng đâm đầu vào. Cô nói tôi trẻ con và ai trẻ con hơn tôi? Sao không nhìn tôi? Trả lời tôi đi. Triệu Nhân Mỹ à, Triệu Nhân Mỹ, em sao vậy? Tỉnh lại đi, Triệu Nhân Mỹ à. Bên bờ tịch liền ai buồn rồi sao?
mẹ. Đừng đi mà. Đừng bỏ con lại một mình mà. Con rất nhớ ba mẹ. Đừng đi mà. Đừng đi mà. Ai cũng ghét mình. Anh mình cũng rất ghét mình. Không ai thích mình hơn. Đúng lắm. Ai nói anh không thích em chứ. Nếu đang ghét tôi như vậy, sao chạy đến tìm tôi giúp tôi chứ? Nếu đang ghét tôi như vậy, tại sao còn làm ra vẻ quan tâm đến tôi làm gì hả? Tôi không hiểu tại sao anh làm vậy. Nhưng anh cứ làm như vậy tôi sẽ hiểu lầm đó. Nè 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 nè, nước nóng đến rồi. Nhân Mỹ có đỡ hơn chưa? Không biết nữa, cô ấy chưa tỉnh. Tôi xem. Cô ấy có sao không? Không sao đâu. Tôi mới cho cô uống thuốc hạ sốt, chảy mồ hôi xong ngủ một giấc là khỏe liền à. Ngốc quá đi. Tối qua mưa lớn vậy còn chạy ra ngoài để mưa ướt làm gì chứ? Hai đêm liền cô chạy ra ngoài, có chuyện gì quan trọng lắm sao? Tiểu Phan. Ừ? Chị có biết Tiểu Hương là ai không? Tiểu Hương của quán ăn giỏ. Sao tự nhiên cậu nhắc đến cổ? Sáng sớm ai gọi điện thoại vậy? Alo. Triệu Nhân Mỹ hiện tại không tiện nghe máy. Cô có gì cứ nói đi. Cuối cùng anh cũng tới rồi. Tiểu Hương đâu? Anh có thể giúp Tiểu Hương những cái vấn đề không? Lúc ra trong điện thoại, cô nói Tiểu Hương gặp nguy hiểm là có ý gì? Anh xem. Thả tôi ra. Thả ra. Ở đó đó. Thả tôi ra. Thả tôi ra mà. Đứng nhìn gì sao? Đến trên nợ cho Haru hả? Nè, trên người tôi không có tiền. Đúng lúc cô Triệu Dân Mỹ đó đưa số điện thoại cho tôi. Kì cách trả nợ giùm tôi đi. Tình cờ thật ha. Lại là mấy người sao? Coi như người xui rồi. Các người quen nhau. Hắn chính là hải tướng của em đó. Giữ liên lạc nha. Cậu còn không đánh lại hai thằng em này của tôi mà dám đến ra mặt giật hả? Tiểu Hương thiếu các người bao nhiêu? 500 ngàn. Nè, cậu đem bao nhiêu? Trả giùm tôi trước đi, tôi kiếm sẽ trả cho cậu sau. Làm đi. Trên người tôi không có đồng nào. Cái gì? Không phải tôi đã dặn mama kêu cậu mang tiền sao? Cậu không có tiền đến đây làm gì chứ? Chị có từng nghĩ nếu hôm nay Triệu Nhân Mỹ tới, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm không? Sao chị không thể nghĩ tới an nguy của cô ấy? Tôi bị hại chết rồi nè. Đàn bà thúi, dám giữ mặt hả? Hôm nay nhất định cô sẽ chết với tôi đâu. Tôi... lên đi. Nè, nè, buông tôi ra đi. Buông tôi ra. Hồi nãy thiếu tiền là cô ta không đúng, nhưng làm hại cô ta, ông cũng không lấy được tiền đâu. Dẫn cô ta lên xe. Đi chết đi. Đánh tôi làm gì vậy? Đánh đi. Thật là vô dụng. Tôi thật sự có thành ý giúp Tiểu Hương giải quyết vấn đề. Giả sao? Ngươi có quen biết Bắt Giả Kiên Nhị hả? Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi mà. Tôi thật sự không biết cậu là anh em của đại ca tôi. Đại ca tôi trước khi đi Nhật Bản đã từng cứu tôi một mạng. Tôi xin lỗi. Tên Long Thiên Hạ này tuyệt đối không phải là cái người tay chân tàn phế kia. Chắc chắn có vấn đề.
Chạy đi. Thật sự không đánh không quen. Anh có thể để mặt tôi được không? Xã hội đen đúng là bọn hút máu người. Nếu không phải không có khách hàng thì tôi cũng đâu có mượn tiền. Nè, hôm nay thật sự cảm ơn cậu. Không ngờ cậu lại có thế lực để họ thả tôi ra. Tôi đã nói cảm ơn cậu, cậu còn muốn làm gì nữa? Sao chị phải sống như vậy? Cậu đúng là phiền. Đừng nghĩ giúp tôi một lần thì tôi phải nghe cậu đâu. Tiểu Phi đã nói tôi biết chuyện của chị. Bà chủ có tính tình nóng nảy của tiệm măng nhỏ, có đứa con gái bất hiếu. Năm 18 tuổi cô ta đã bỏ nhà đi, là không chịu trở về. Bà chủ đó tính tình cứng nhắc, cho nên tới chết cũng không chủ động liên lạc với con gái. Chị biết rõ ràng biết mẹ chị rất thương chị, tại sao không cho mình một cơ hội để làm quà với bà ấy? Mẹ tôi đã chết rồi. Trái tim của mẹ chị vẫn chưa chết. Bà ấy để lại cho chị quán ăn nhỏ. Tôi không có gạt chị. Từ nhỏ đến lớn bà ta đã coi thường tôi. Bà ta đối với tôi không có tố giác làm ăn. Cho đến lúc chết bà ta cũng không thông báo cho tôi. Bây giờ làm vậy là sao? Năm đó bỏ nhà đi là chị, là chị bất hiếu đã bỏ rơi mẹ. Bây giờ mẹ chị ở trên trời theo dõi chị, không lẽ chị còn muốn chấp nhất với bà ta sao? Hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ chị, về nhà đi. Bỏ tiền kêu các người theo dõi bác sĩ Kim thì lại nói ông ấy mất tích. Tôi nói cho các người biết, dù Nhật Bản lớn cỡ nào, các người cũng phải tìm cho ra người mà ông ta đem qua đó chữa bệnh chính là ai. Đáng ghét, chỉ một thằng Long Thiên Hạ mà có thể làm mình rối lên như vậy. Tôi phải làm cho Long Thang không thể có chỗ đứng trong cái thôn này. Buổi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Mình chỉ nhớ là trời đang mưa. Mình đứng trong mưa, đầu rất chóng mặt, toàn thân lại rất nóng.打算把你当空气，也请你把我当空气。为什么？因为你讨厌我，我也讨厌你，所以拜托你以后离我远一点。我以为你早就很好，爱情是没有办法隐藏的。我一眼就看得出来，龙庭和对你有多重要。要不要帮我打工？很轻松，我出高价。 难得有胜利上门嘞，就现在客人都退房走人了，气死了！你说我侮辱你吗？因为我下跪跟你道歉。今天你侮辱我们赵家，你是不是也要下跪跟我道歉？忘了旋转的时针，忘了痊愈的伤痕。 前进的人生，却记得爱你的片刻，忘记的让我来替你记得，留下的满了我的旅程，有没有人像我在搜着爱过的所有？
chơi.